Vâng, xin chào các bạn. Tôi thấy hiện tại bây giờ đa phần các bạn giới trẻ thế hệ từ 9X, 8X, 9X và 10X, đúng không ạ? Thì chúng ta đang có một cái lối sống gọi là rất là thoải mái, rất là thoải mái. Và gì ạ? Hôm qua thì tôi có xem một cái tin của truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, là nói về cái giới trẻ châu Á nói chung và đặc biệt là giới trẻ của Hàn Quốc. Thì hiện tại bây giờ đang có một rộ lên một cái trào lưu là tiêu dùng thông minh, tiêu dùng tiêu trước trả sau, đúng không ạ? Và đã có rất nhiều những thanh niên mà có được những cái tấm thẻ tín dụng và đã tiêu vượt mức. Ví dụ như là chỉ kiếm ra mỗi một tháng thì khoảng độ 12 triệu tiền Việt. Hôm qua con số thì tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng tính ra tiền Việt nó khoảng độ 12 triệu. Và anh ấy đã tiêu đến mấy tỷ. Anh đã tiêu đến mấy tỷ. Và có nghĩa là gấp hàng trăm, hàng ngàn lần cái thu nhập mỗi tháng của anh ấy. Và sau đó thì gì ạ? Trong vòng khoảng một năm tiêu xài thả ga với 4 tấm thẻ tín dụng thì anh ấy đã tiêu âm đến hàng trăm, hàng ngàn lần thu nhập của anh ấy. Vài trăm lần và xấp xỉ ngàn lần thu nhập. Và sau đó thì sau một năm anh ấy tiêu tiền một cách là không có kiểm soát, mất kiểm soát tiêu tiền, thì đến lúc khi mà cần phải trả thì cái việc mà kiếm ra thì nó sẽ không bù lại được cái việc là anh ấy đã tiêu đi. Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là cái việc mà trả nợ là bắt buộc nó vẫn phải đến. Vâng, và sau đó thì những cái ngày tháng sau đó thì các bạn cũng biết rồi đấy, đúng không ạ? Liên tục ngân hàng có những công ty đòi nợ thuê và đã đến nhà rồi tìm kiếm truy tìm anh ấy. Thì tất nhiên rồi, cái đấy thì nó liên quan đến các hợp đồng tín dụng và anh ấy cũng không thể nào mà trốn tránh được. Đương nhiên cái việc hầu tòa là có, đúng không ạ? Thế thì bên cạnh đó có một cái lĩnh vực khác cũng liên quan đến tài chính. Và có thể là ở Hàn Quốc ấy, thì người ta đã nhận ra rất là nhiều. Nhưng mà tại Việt Nam thì người ta chưa nhận ra điều đó. Tuy nhiên nói sâu hơn về cái vấn đề là cái nạn tiêu tiền một cách vô tội vạ. Thì hiện tại bây giờ các công ty cho vay tài chính liên kết với các ngân hàng, đúng không ạ? Và ở tại Việt Nam thì cũng vậy. Các công ty kinh doanh cho vay tài chính, kinh doanh tiền thì liên kết với ngân hàng, thông qua ngân hàng giải ngân, nhưng để làm việc với khách hàng là các công ty tài chính đó. Thế thì hiện tại bây giờ có rất nhiều khách hàng, nhất là trong cái thời buổi Covid như hiện nay, thì rất nhiều khách hàng đã tìm đến các công ty tài chính như vậy. Và dẫn đến là gì ạ? Rất nhiều các cái dịch vụ và kèm theo một cái nghề nữa, đó là nghề tư vấn tài chính, tư vấn cho vay tài chính của các công ty tài chính, các công ty financial của ngân hàng, liên kết ngân hàng chứ không phải ngân hàng, liên kết ngân hàng. Có thể có những công ty là do ngân hàng mở ra luôn đó. Điển hình như là hiện tại bây giờ cái dịch vụ của FE Credit, đúng không? FE Credit là một cái dịch vụ mà cực kỳ VIP đó. Và vừa rồi thì tôi có thấy một cái thông số đưa lên mạng xã hội thì mình cũng không nắm được đây là thông tin mà chuẩn xác hay là thông tin vãng lai. Tuy nhiên thì mình thấy là cái chỉ số của FE Credit hiện tại bây giờ đang là số 1. Và cái cổ phiếu của công ty ấy, cái giá trị tăng vọt. Đó. Đấy. Thì đấy là một cái dấu hiệu là Việt Nam ấy thì sẽ giống như cái tình trạng mà đang diễn ra ở Hàn Quốc. Nó là tương lai gần thôi các bạn. Và cái đó là một cái mặt trái. Thế bên cạnh đó thì cái ngành mà cũng là liên quan đến tài chính mà tôi vừa nhắc đến ấy, thì tại Hàn Quốc thì có khoảng độ 50-60% người ta, dân số 50-60% người ta đã nhận ra và người ta đã dần dần người ta tham gia vào cái, join mình vào cái kế hoạch đó.
Thế nhưng cái kế hoạch đó cũng là một cái kế hoạch tài chính. Cái phương án của kế hoạch tài chính nó chỉ trích ra khoảng độ 10 đến 15% thu nhập của chúng ta mỗi năm để tiết kiệm. Để tiết kiệm. Nó là cái giải pháp, là cái phương án dự phòng. Đó. Lỡ đâu ấy làm ăn nó có thua lỗ, bệnh tật rủi ro hay là gì ạ? Lỡ đâu ấy thì mình không tạo ra thu nhập nữa. Thì cái câu chuyện là cái phần tiết kiệm đó của mình nó sẽ phát huy tác dụng. Hoặc nếu mày may mắn mình bản thân không bị làm sao, không có rủi ro, không có vấn đề gì, và đến cuối đời ấy thì mình sẽ có một khoản tích lũy, đúng không ạ? Và đó là ngành bảo hiểm nhân thọ. Thì đặc biệt ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam ấy thì lại không được để ý đến. Đấy, mặc dù chính phủ đã ra nghị định, đúng không ạ, đã ra cái thông cáo báo chí, rồi ra cái nghị định là yêu cầu là tất cả các sở ban ngành, các ban ngành, các bộ ban ngành đều phải hỗ trợ làm sao để cho người dân, làm sao để cho người dân tiếp cận một cách thuận lợi nhất với bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên phần đa 90% người dân vẫn đang nói không với bảo hiểm nhân thọ. Và nếu như ngày hôm nay ấy, để đưa lên cán cân bảo hiểm nhân thọ và financial, các công ty cho vay tài chính, thì đương nhiên ấy, người dân sẽ chọn luôn là vay tài chính. Tuy nhiên cái hậu quả về sau, hậu quả anh chị nhá, hậu quả và cái hiệu quả, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như ấy, tham gia đúng và đủ với bảo hiểm nhân thọ thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả cực kỳ lớn, mang lại cái hiệu quả cực kỳ lớn. Thế nhưng nếu như mà cũng tham gia vào cái lĩnh vực gọi là tài chính, nhưng mà vào các công ty cho vay tài chính thì hậu quả cực kỳ lớn, quý vị ạ. Nếu như thực sự ai đó, cô chú anh chị, quý vị anh chị có ai đó quan tâm đến cái lĩnh vực mà cho vay tài chính hay là đến cái lĩnh vực là tích lũy tài chính và đang băn khoăn chưa biết là mình sẽ làm gì, chưa biết là mình sẽ nên chọn phương án nào, hay là chưa biết là mình có nên vay, chưa biết là mình có nên tích lũy hay không, và nếu như vay thì mình sẽ vay ở đâu, tích lũy thì mình sẽ tích lũy như thế nào, và tích lũy với ai, tích lũy ở đâu, với đơn vị nào, thì vui lòng bấm máy số điện thoại 0914 961 363. Tôi nhắc lại 0914 961 363. Đấy, liên hệ với tôi, Đức Thành sẽ hỗ trợ tất cả các cái thắc mắc.